trong lần đầu tiên tổ chức. Do có số đội đăng ký ít hơn so với dự kiến, giải bóng rổ miền Bắc mở rộng 2016 đã áp dụng hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm. 5 ngày thi đấu đã ghi nhận những nỗ lực đến từ các cầu thủ của 10 câu lạc bộ thuộc 7 tỉnh thành phố. Kết thúc lượt trận cuối, câu lạc bộ Hà Nội đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Thanh Hóa để giành chức vô địch với thành tích là 4 trận toàn thắng. Năm nay đội Hà Nội đi với lực lượng là không được tốt cho lắm. Và như các đội khác thì danh sách rất đông, nhưng đội em chỉ thi đấu với 8 người. Thì đạt chức vô địch là một điều quá là may mắn. Thứ nhất là rất là may mắn, và thứ hai là mọi người đều là cố gắng để cùng nhau đạt được chức vô địch này. Tương tự ở nội dung của nữ, Cao Bằng đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội với 4 chiến thắng tuyệt đối trước câu lạc bộ Yên Bái, Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh để bước lên ngôi vị cao nhất. Giải thưởng dành cho các thứ hạng nhất, nhì và ba tại giải năm nay lần lượt là 15 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng tiền mặt cùng bằng chứng nhận của ban tổ chức.